năm trở lại đây, tài chính doanh nghiệp trở thành ngành hot được nhiều thí sinh quan tâm và đặt nguyện vọng. Điểm chuẩn ngành này luôn ở ngưỡng cao, dựa trên phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trưởng khoa tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính đã đưa ra dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển ngành này của học viện. Điểm chuẩn của Học viện Tài chính dao động trong năm qua thì nó diễn biến từ khoảng độ 25 đến 28 điểm. Ngành tài chính nghiệp của chúng tôi năm nay khả năng sẽ tăng cao hơn năm trước một chút. Lý do là bởi là năm nay xét về phổ điểm thì thấy là cái kết quả điểm phổ thông trung học cũng cao hơn năm trước. Thứ hai là năm nay thì cái tỷ lệ sinh viên mà xét tuyển theo cái phương thức là xét điểm của Học viện Tài chính là lấy 40%. Cho nên chính vậy mà cái mức điểm có thể nó sẽ dao động cao hơn một chút so với năm trước. Năm 2023, điểm chuẩn Học viện Tài chính dao động từ 25,8 đến 26,17 điểm theo thang điểm 30 và 34,01 đến 35,51 điểm theo thang điểm 40, tiếng Anh nhân hệ số 2. Ngành tài chính doanh nghiệp lấy 34,25 điểm, tiêu chí phụ là điểm môn toán lớn hơn hoặc bằng 8,2 điểm.